Hai, xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh mẹ xong sống quay phim. Thì cả nhà nhận này là nhà biết cái gì không? Đó, đây là hàng không nha cả nhà. Và hàng không này là mình đã lượm ở mau qua khi mà mình đến đó để cắm trại á cả nhà. Không mà mình cắm trại á. Đây là những cái hàng ống nao lúc của hàng không ống nao lúc cả nhà. Đây, nhà nào thấy cái nao lúc luôn. Thì ngày hôm nay là mình sẽ thực hiện cái video là nấu hàng không và ăn hàng không cho cả nhà xem nha. Để cả nhà biết được hàng không nó có vị thế nào và có ngon hay không. Rồi, bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng với mình. Hạt không trước khi nấu thì mình cần phải làm sạch lớp nha cả nhà, bởi vì hạt không đó là nó rơi rụng dưới đất đó cả nhà, nhưng mà nhiều khi rất là dơ, phải làm sạch nó, phải rửa sạch nó thì mình mới dùng cho cả nhà. Thật ra nó cũng có chơi gì mấy, mình chỉ cần rửa sơ là cái nước mình luộc thôi. Tại vì hạt không mình ăn ở bên trong chứ mình không có ăn cái vỏ đâu, mình sẽ tách cái vỏ ra để mình bỏ cả nhà. Sau khi mà làm sạch rồi á, mình sẽ cho nước vào để luộc nha cả nhà. Mình sẽ luộc bằng nồi áp suất, bởi vì nếu mà luộc hạt không mà luộc bằng cái nồi thông thường á cả nhà thì nó sẽ rất là lâu nở. Vì cái lớp vỏ của nó rất là cứng nha cả nhà, nó không có phải mềm. Nên là luộc rất là mất thời gian. Nên nếu mà mình luộc bằng nồi áp suất thì nó sẽ mau chín hơn, mau bung hơn. Chứ mà mình luộc bằng cái nồi bình thường á thì nó sẽ không có bung lâu nha cả nhà. Mấy cái hạt nó nổi thì là nó cái lỗi bên trong nó không có nhiều đâu. Mấy cái hạt mà chìm xuống là cái lỗi bên trong nó mới nhiều rồi. Đó. Thì mình sẽ luộc hết luôn nha cả nhà ơi. Bớt cái này ra. Đây, rồi bây giờ là mình sẽ luộc chắc cũng tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Thì sau 1 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ lấy hạt không ra và ăn cho cả nhà xem nha. Bây giờ hãy đợi cùng với mình khoảng 1 tiếng đồng hồ. À, mình nói là phi nhông chín này nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ mở nắp vào đây. Đây phi nhông sau khi luộc cả nhà. Đó, thì nó sẽ tách lên như thế này nè. Nên là mình sẽ lấy thử một hạt cả nhà xem là đó. Luộc xong thì nó sẽ tách lên như thế này nè. Và bây giờ là mình sẽ lấy ra dĩa nha cả nhà. Mình lấy ra dĩa xong cái mình sẽ ngồi lên mình ăn cho cả nhà xem nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Cái này hả, nằm với thịt heo á, sườn heo á cả nhà, trời tuyệt vời luôn. Nó buồn buồn á. Đây là mình tầm nằm với thịt sườn heo rồi, chồng mình ăn nguyên đi luôn. Đây, giận chưa? Thì đây là cái hạt thông mà chưa có luộc. Chưa luộc nha cả nhà đó. Sau khi mà mình đã luộc xong, nó sẽ tách ra một đường như thế này nè. Luộc xong thì cái vỏ nó sẽ tách ra như thế này nè. Đó. Và cái này là sau khi là mình đã tách cái vỏ nó ra thì cái hạt nó bên trong nó như thế này nè cả nhà. Bên trong như thế này nè. Đó, cái hạt xong bên trong như thế này đó. Và hương vị nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ ăn để mình cảm nhận và mình nói cho cả nhà biết cái hương vị của hạt không nó ra tăng nha cả nhà. À, cả nhà ơi, thì đây là một đĩa hạt không mà mình vừa mới luộc xong nha cả nhà đó, còn rất là nóng luôn nha cả nhà, rất là nóng. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn cho cả nhà xem nha. Cái vỏ nó khá là cứng nha cả nhà, rất là cứng. Đây, còn hạt bên trong, còn hạt bên trong như vậy nè, ăn nè. Để cho mình đánh giá là hạt không có cái hương vị nó rất là bùi, rất là bùi, dẻo và nó có một cái vị ngọt ngọt. Nhà biết không? Bữa nay ở bên Brazil mưa cả ngày luôn, mưa từ lúc mà khuya ngày hôm thứ bảy giờ tới ngày bây giờ hôm nay cũng gặp mà vẫn còn mưa nha cả nhà, mưa rỉ rả nguyên ngày luôn, không có gì đâu mà chơi.
còn ở nhà không. Mình cảm nhận không? Thì rất là dẻo cả nhà, cực kỳ dẻo luôn. Và cái độ dẻo nó tương tự với lại như là khoai mì dẻo á cả nhà. Cả nhà có ai đã từng ăn mà khoai mì dẻo hấp nước cốt dừa chưa? Thì cái hạt thông này nó cũng dẻo như vậy á. À, tự nhiên cái dòng suy nghĩ ra cái món này, mình thử làm hạt thông hấp nước cốt dừa ăn thử coi, coi hương vị nó giống khoai mì dẻo không à? Mình luộc xong mình hấp ăn thử rồi. Cái nhắm ở trong đó là cái mầm á cái nhà, cái mầm á, mình cũng ăn cái mầm luôn. Bên trong này không cái nhà, ngon phải rồi. Có thật á, hồi lúc mà mình ở Việt Nam, mình đi Đà Lạt, chứ lụm cái trái thông lên đó, mình đâu biết là ăn được đâu mà thật sự là trái thông ở Đà Lạt ăn không được cái nhà ơi. Cái thông mà chỉ làm kiển chơi thôi chứ cũng không có ăn được. Đến khi lúc mà mình rồi sang Brazil á, lần đầu tiên mình thấy thì mình cũng không biết là cái này sẽ ăn được cả nhà. Chỉ khi nào mà chồng mình nói thì mình biết là ăn được đó, và mình có cơ hội được thưởng thức. Và cái thông này là chỉ có cái thông bên Brazil mới ăn được thôi nha cả nhà, mình không biết một số nước khác có cái trái này hay không nữa, có cái trái thông này hay không nữa. Ở Việt Nam mình cũng không biết là có hay không, nhưng mà mình đi Đà Lạt thì mình thấy không có cái trái thông nào mà ăn được hết trơn. Chỉ khi mà mình đến Brazil á cả nhà thì mình mới biết là trái thông ăn được, hạt thông ăn được. Dẻo cực kỳ ngon, nhỏ mở qua bên đó. Cái này mà hầm với lại sườn heo cái nhà trời, ngon hết thảy. Đây nó dẻo quá, những nhà hầm lên có cái muối mặn mặn. Ngon quá trời. Ai mà đi du lịch á, vào mùa hạt đi, ai mà đến đây mà đi du lịch vào mùa vào tầm khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì cả nhà sẽ vừa được tham gia lễ hội Carnival nè, vừa được ăn thử cái hạt thông này nữa. Thực sự là đến Brazil thì ăn thử hạt thông thì cũng nên đáng 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 để thử nha cả nhà, bởi vì thực sự nó rất là ngon, cực kỳ dẻo luôn. Ngon có độ mà ăn không có dừng nữa nè. Nhưng mà này ăn nhiều sợ tốt. Ăn nhiều mình cũng sợ nặng bụng đó nè. Quá ngon. Tại vì mình thích ăn những cái loại hạt hay là những cái loại củ mà nó có độ dẻo cả nhà. Bởi vậy nhiều khi nhìn bề ngoài xấu tí thì, nhưng mà mở ra bên trong ăn thử rồi mới biết thấy nó ngon cả nhà. Bởi vậy đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Đừng nhìn bên ngoài mà có thể đoán được bên trong như thế nào nha cả nhà. Đó, không như vậy. Nhìn bên ngoài rất là xấu tí, rất là đen, nó luộc lên thì rồi xấu xí đâu có gì đâu đẹp. Thậm chí khi mà nó chưa luộc thì nó gai góc rồi không, là gai nè, gai góc rồi không, có cái gì gọi là đẹp. Tới ăn thử rồi mới biết ngon. Bùi dẻo dẻo, bùi nó ngọt ngọt. Càng ăn càng nhiều. Này á, cả nhà mua trong siêu thị á đắt lắm nha anh nè. Hồi cách đi hồi năm ngoái là mình vô là mình đã thấy siêu thị ở Nhật Bản á bán khoảng 8 đồng một ký. Thì năm nay thì mình nghĩ chắc khoảng 90 đồng gì đó. Mà cái nhà ấy đi, một ký á, luộc ra á, rồi mình lấy cái lỗi lên trong á, thì bên ngoài nó toàn là cái vỏ không à. Tính ra mình ăn đâu được bao nhiêu cả nhà. Một ký mua về hả, cái lỗi trong không chắc chừng 400 gram, còn cái vỏ hết 600 gram rồi. Bởi vì mình nói cả nhà đó, tới mùa hạt không á, người ta đi lập hạt không rơi, bán cái siêu thị.
một mùa á, tao bán cũng trên cả ngàn đô, cũng gần trên cả ngàn đô thì cũng là gần có khoảng 30 triệu, okay, gần 30 triệu luôn cả nhà. Bởi vì tao nói tới mùa này nhưng mà xin thì lượng hạt không bán, siêu thị cũng có tiền xài. Cái khu đất của chồng mình ở Hoa Qua đó, hạt không quá trời luôn, hạt không có tiền nhiều, dân ở Hoa Qua họ vô đất của chồng mình để lấy hạt không, đi lượm hạt không nhiều quá cả nhà, lượm họ ăn rồi, lượm họ bán. Ủa. Dẻo dẻo luôn. Lộn, có bao nhiêu là mở tay đi lùi vậy nè. Rồi ăn xong rồi rửa tay. Có nhiều khi ngon nên ăn mất chắc. Ngon quá cả nhà. Giỏi phải cứng, phải khó, phải khó lộn. Rồi thì nãy giờ mình ăn cũng khá là nhiều rồi nha, mình cũng sẽ kết thúc video tại đây, bởi vì video mình nó quá dài rồi. Cảm ơn anh nhà đã xem hết video của mình nha. Ngày hôm nay anh nhà cũng đã xem mình ăn hạt không như thế nào và cái hương vị của nó ra sao. Thì những ai đến Brazil du lịch á, nếu mà du lịch vào tầm tháng hai không có đâu cả nhà, tháng ba tháng tư hoặc là tháng 5 tháng 6 thì những tháng đó nó sẽ vẫn còn, trong siêu thị cũng có bán, thì cả nhà có thể mua về Việt Nam để ăn thử, hoặc là có thể mua về luộc, ăn. Thậm chí một số nhà hàng họ cũng lấy hạt không để nấu, làm với thịt đó cả nhà, làm nhiều món rất là khác nhau để thực khách có thể yêu thích, thì mọi người có thể thử hạt không khi đến Brazil nha. Thật sự là rất đáng để mọi người thử nha cả nhà, rất là đáng để mọi người thử nha cả nhà, rất là ngon. Nhìn nó xấu xí vậy thôi chứ thật sự nó rất là dẻo và ngon, ngon cực kỳ ngon. Rồi, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Thì cả nhà hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con mình thật nhiều nha. Bye bye và xin chào tạm biệt những video sau.